Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube Hiếu Hiền .vn. Mình là Trường Lê. Ngày hôm nay mình đang đứng ở một cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Chắc là anh em nào mà ở Sài Gòn lâu thì sẽ biết địa điểm này ha. Sẵn tiện thì mình mang theo một cái em loa karaoke xách tay mini để ra đây review cho anh em luôn. Thì trước mặt anh em đây là em loa karaoke Qmix 619. Ngay bây giờ mình sẽ đi vào tìm hiểu về em loa này nha. Em loa karaoke Qmix 619 này được thiết kế dạng loa karaoke xách tay, chất liệu thùng gỗ. Bản màu thì anh em sẽ có 3 màu sắc để lựa chọn. Thứ nhất là màu xanh lá cây, thứ hai là màu cam và thứ ba là màu nâu. Ở phía trên sẽ được trang bị một cái tai sách như thế này. Đó, trang bị một cái tai sách như thế này ha. Thì trọng lượng của em Qmix 619 này là 13kg, một trọng lượng không quá là nặng ha anh em. Tiếp đến là ở mặt trước của loa sẽ được bảo vệ bằng một cái tấm e căng bằng vải như thế này ha. Đó, để bảo vệ cho những cái củ loa ở phía bên trong. Ở đây mình có logo của Qmix nè và tem dán bán sản phẩm chính hãng của cửa hàng Hiếu Hiền ha. Về phần trang bị âm thanh thì Qmix 619 sẽ được trang bị tổng cộng là 4 củ loa cho ra 3 đường tiếng, bao gồm một loa bass 16cm, 2 loa chép bao gồm 2 loa bass 16cm, một loa mic 8 xăng và một loa chép 5 xăng cho công suất là 120W anh em. Ok, bây giờ mình và anh em sẽ đi vào tìm hiểu về những thành phần hiệu chỉnh âm thanh của em loa karaoke Qmix 619 này ha. Mời anh quay phim tiếng lại gần một chút xíu để mà mình có thể thấy rõ hơn những cái thành phần hiệu chỉnh ha. Đây là bảng điều khiển ở phía trên đầu của loa ha anh em. Bây giờ mình sẽ mở nguồn lên nè. Đó, ở đây mình sẽ được trang bị một cái màn hình LED ha, hiển thị những cái thông số nè. Khi mà mình hiệu chỉnh thì nó sẽ thay đổi, cũng như là tình trạng kết nối Bluetooth. Hiện tại Bluetooth đang nhấp nháy, tức là chưa có kết nối với thiết bị nào hết. Khi kết nối rồi thì nó sẽ đứng yên ha. Rồi, ở bên này là những cái dãy nút để mà mình hiệu chỉnh cho phần âm thanh. Về phần âm thanh thì về phần nhạc mình có thể hiệu chỉnh được âm lượng cho nhạc nè, bass nhạc nè, chép nhạc nè. Về micro thì mình có thể hiệu chỉnh được là âm lượng của micro nè anh em. Mình chỉnh được âm bass của micro nè, âm trung của micro nè, âm chép của micro nè. Về hiệu ứng tiếng vang thì mình sẽ được trang bị đầy đủ cái 3 hiệu ứng tiếng vang là echo, delay và reverb luôn ha anh em. Đó, rất là tuyệt vời ha. Ngoài ra thì ở phía bên này anh em thấy mình sẽ được trang bị một số cái nút chức năng, gồm có nút mode để mà mình chuyển đổi cái chế độ nè. Ví dụ mình nhấn vào nó sẽ chuyển sang chế độ khác ha anh em. Nhấn tiếp. Đó, chuyển sang chế độ AUX, nhấn cái nữa chuyển về Bluetooth ha. Ở phía bên này là nút dừng phát, đây là nút qua bài. Cạnh bên là hai chức năng Mic Bright và Bass Boost. Mic Bright là chức năng MC, ưu tiên cho micro ha anh em. Khi anh em nói thì nhạc nền sẽ tự động nhỏ xuống. Còn Bass Boost là chức năng gia tăng âm rền, phù hợp cho những cái dòng nhạc EDM, những dòng nhạc sôi động ha. Bây giờ mình sẽ kết nối thử micro với lại em loa này để alo cho anh em nghe thử ha. Hiện tại thì loa đang bật nha anh em. Hiện tại thì loa đang bật. Alo alo. Bây giờ mình sẽ tăng âm lượng của micro lên. Đó, alo, 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mời anh cameraman tiến ra xa một chút xíu để mình có thể hiệu chỉnh rồi cho anh em nghe rõ hơn ha. Alo, 1, 2, 3, 4, chưa có hiệu ứng tiếng vang nha anh em. Bây giờ mình sẽ tăng echo nè. Alo, 1, 2, 3, 4. Echo phải kết hợp với delay thì mới có hiệu quả anh em. Bây giờ mình tăng delay nè. Alo, 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 alo. Đó là delay nhiều ha. Giảm delay lại. Alo, 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 alo. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Bây giờ tắt delay, tắt echo, mình chỉ sử dụng reverb thôi nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tăng micro. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, anh em hiệu chỉnh ba cái hiệu ứng này cho nó phù hợp để mà mình có thể hỗ trợ cho cái giọng hát của mình ha. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Mình không có một câu nên mình hát một câu thôi nha anh em. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp những cái cổng kết nối ở phía sau của em loa Qmix 619 này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu về những cái cổng kết nối ha anh em. Những cổng kết nối của em loa sẽ được trang bị nằm ở phía sau của loa ha. Đầu tiên mình mở nguồn lên. Đó, mở nguồn lên thì bên này mình sẽ có một số cái đèn báo nè, đèn báo mức pin ha. Mình sẽ có mức pin 100%, 50% và
10%. Đó, rất là trực quan, rất là dễ nhớ luôn ha. Rồi ở đây mình sẽ có một cái cổng sạc. Ở bên này thì ghi một số thông số của loa ha anh em. Rồi những cổng kết nối thì sẽ được trang bị ở phía bên này. Mình sẽ có một cái cổng USB, một cái cổng ARC nè, một cái cổng optical nè. Nó được trang bị luôn cổng optical ha. Mình có thể kết nối với Smart TV để lấy âm thanh truyền xuống phát ra loa ha anh em. Ở bên này mình sẽ được trang bị những cái cổng AUX input nè, rồi output, giúp mình có thể kết nối loa với những thiết bị bên ngoài hoặc là ngược lại ha. Ở bên này thì mình sẽ được trang bị một cái cổng cắm micro rời nè, rồi trang bị thêm một cái cổng cắm nhạc cụ, mình có thể cắm guitar vào đây để mà chơi ha anh em, rất là đầy đủ ha. Ngoài ra thì ở phía dưới mình sẽ được trang bị hai cái lỗ thoát âm nè. Đó anh em thấy không, hai cái lỗ thoát âm. Mình nhìn thấy lỗ thoát âm này mình nhớ lại tới cái dòng loa là Casio anh em. Đó, cũng trang bị hai cái lỗ thoát âm như thế này. Rồi anh em thấy bốn cái con ốc được bắt ở đây không? Đó, chỗ này sẽ là gắn bình 12V ở đây ha anh em. Thời gian hoạt động của em loa này sẽ kéo dài từ 4 tới 8 tiếng tùy vào cái mức công suất mà anh em sử dụng ha. Rồi thì khi mà anh em mua em loa Qmix 619 này thì mình sẽ có một số phụ kiện đi kèm như sau ha anh em. Như lúc nãy thì mình sẽ có được một cái cặp micro không dây như thế này. Đó, cặp micro rất là xịn sò ha. Nãy mình đã test thử cho anh em rồi. Ở trên này thì mình sẽ có màn hình LED. Anh quay phim tiến lại gần một chút xíu giùm em để mà mình có thể thấy rõ ha. Bên đây là hiện tại là đang ở không gian ngoài trời nên màn hình LED nó hơi chói, hơi khó nhìn một xíu ha anh em. Ở phía bên trong thì mình sẽ sử dụng pin là pin 2A ha anh em. Đây, pin là pin 2A. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái sợi dây sạc như thế này để mà mình có thể sạc lại cho loa ha. Ngoài ra khi mà anh em mua em loa Qmix 619 này thì mình còn được hưởng những chính sách bảo hành cũng như là đổi hàng của cửa hàng Hiếu Hiệt. Đứng ở đây anh em, anh quay phim xích lại đây xíu đi để thấy cái view đứng như thế nào. Đó, đứng đây review cũng tâm lý lắm anh em. Ở đây là review sợ rấn xong rồi ngoài kia là phải nhìn trong chiếc xe nha anh em. Anh quay phim quay ngoài kia thấy chiếc xe không? Đó, hai chiếc xe đang dựng ngoài kia. Rồi, tâm lý quay review rất tâm lý nha anh em. Rồi, quay trở lại thì khi mà anh em mua Qmix 619 cũng như là những cái sản phẩm ở bên cửa hàng Hiếu Hiền thì mình sẽ được hưởng những chính sách bảo hành và đổi hàng. Ví dụ là trong vòng 7 ngày anh em mua em loa này về cảm thấy không ưng ý thì mình có thể mang đến để mà đổi sang một cái sản phẩm khác. Hoặc là trong thời gian sử dụng có vấn đề gì trục trặc thì anh em có thể gọi cho nhân viên bên cửa hàng để mà mình có thể hỗ trợ tư vấn cho anh em ha. Và đồng thời thì nếu mà anh em mua em loa này cũng như là những sản phẩm khác mà trong cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể giao hàng cho anh em ha. Hoặc là những cái tỉnh lân cận hay là từ Nam chí Bắc đều giao hàng luôn nha anh em. Anh em yên tâm về cái vấn đề đó nha. Thanh xuân của người con gái đâu thể có một lần thứ hai. Em đâu thể chờ anh mới nên phải có một người thế thay. Em không cần buồn em ơi, nhân duyên là do ý trời. Anh mong thật nhiều hạnh phúc suốt cuộc đời người được yên vui. Thanh xuân của người con gái đâu thể có một lần thứ hai. Em đâu thể chờ anh mới nên phải có một người thế thay. Em không cần buồn em ơi, nhân duyên là do ý trời. Anh mong thật nhiều hạnh phúc suốt cuộc đời người được yên vui. Thanh xuân của người con gái đâu thể có một lần thứ hai. Em đâu thể chờ anh mãi nên phải có một người thế thay. Em không cần buồn em ơi, nhân duyên là do ý trời. Anh mong thật nhiều hạnh phúc suốt cuộc đời người được yên vui. 2, 3, 4, 5, 6. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chưa trêu em là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mít trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khí nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào qua khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời.
qua nhìn là ai cũng thế thôi. Chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì anh đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chả hiểu cú mang. Một nụ hồng thơ ngày đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bánh kẹo phù phàng.